Cảm xúc đầu tiên vào ngày tôi quyết định trở thành tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, là sự không đồng tình của gia đình tôi bạn ạ. À. Ai cũng nói, tôi học đại học tài chính ngân hàng, tại sao không làm ngân hàng mà lại đi bán bảo hiểm nhân thọ? Lúc đó tôi đùa rằng, ngân hàng bây giờ doanh thu chính là từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Nếu đi làm ngân hàng chính thức tôi cũng sẽ đi bán bảo hiểm thôi. Cho nên tôi chọn phương án rút gọn, là trực tiếp trở thành tư vấn viên bảo hiểm. Thực sự thì tôi là người yêu thích kinh doanh. Tôi thích công việc có sự cởi mở về văn hóa làm việc và có không gian cũng như cơ hội để tôi phát triển bản thân. Và bảo hiểm là lựa chọn hàng đầu vì cơ hội trong ngành bảo hiểm luôn rộng mở cho những người có năng lực, có thể đạt được kỳ vọng của mình về thu nhập và vị thế cá nhân. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày và chuẩn mực trong việc tư vấn khách hàng. Theo thời gian, rất nhiều khách hàng tin tưởng và tham gia bảo hiểm cùng tôi và có một sự thật là thu nhập mỗi tháng từ bảo hiểm nhân thọ của tôi, không hề thấp bạn nhé. Đôi lúc có thể ngang bằng với một doanh nghiệp nhỏ. Và bảo hiểm là ngành kinh doanh tuân thủ pháp luật, được kiểm soát bởi bộ tài chính, nên tôi rất tự hào về công việc của mình. Dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Bạn ạ, à, gia đình tôi bây giờ cũng rất tự hào về tôi, và tôi cũng giúp ích được gia đình rất nhiều. Cuộc sống của chúng tôi cũng tốt hơn. Tôi thường nghĩ Việc gì cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan. Điều quan trọng là suy nghĩ trong lòng bạn. Chúng ta có kiến thức và năng lực thẩm định cơ hội cho chính mình, mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào quan điểm của người khác. Tôi là người tư vấn vui tính, nhưng rất chuẩn mực trong công việc. Và đối với tôi, bảo hiểm nhân thọ không chỉ là công việc, mà còn là sự nghiệp của đời tôi. Nếu bạn là người yêu thích kinh doanh và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bạn hãy đăng ký ngay để chúng ta trao đổi thêm về công việc này bạn nhé